Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị lần thứ 8 mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng hệ thống chính trị được Đảng bộ huyện Trạm Tấu quan tâm chỉ đạo đạt được kết quả tích cực. Đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật. Kinh tế tiếp tục phát triển, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt vụ đông xuân đạt 3.963 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 15.000 tấn, tăng 476 tấn so với cùng kỳ. Tổng đàn gia súc chính của huyện có trên 38.000 con, tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản dự ước đạt 58,7 tỷ đồng. Chương trình nông thôn mới được triển khai tích cực, công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, công tác phòng chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến quán triệt triển khai nội dung đề án số 03 của tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 37 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức Đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung chỉ thị nghị quyết quan trọng khác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động các phương án phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thi công các công trình xây dựng cơ bản, triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới, tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.